Xin kính chào quý các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại vườn kiểng của anh Nhẫn không quý vị. Thì hôm nay anh tiếp tục về một lô phô mai tứ quý ha quý vị. Lời nói đầu tiên cũng cho mình chúc tất cả quý vị ha, có nhiều sức khỏe ha, thành công việc ha quý vị. Rồi quý vị nào xem chưa đăng ký ấn chuông, hãy đăng ký ấn chuông để cập nhật những video tiếp theo về phô mai ha quý vị. À, địa chỉ của ảnh ở đây cũng chợ gạo Tiền Giang, mình cũng thay mặt ảnh ha, giống như anh em mua bán mai trên cả mọi miền đất nước ha quý vị, đã ủng hộ trong suốt thời gian qua ha quý vị. Rồi anh chào anh Nhẫn. Rồi chào bố Phi, cũng chào cô chú anh chị trên mọi miền. Nay em có về đâu phô mai tứ quý là gồm 21 cây, cũng quay cho cô chú anh chị coi và ủng hộ em nha. Cây này mới về luôn ha. Mới về tới luôn. Rồi mình vô cây số 1 luôn đi ha. Rồi. Còn bộ tứ quý không hả anh Nhẫn? Tứ quý sau. Rồi cho chiều cao. Chiều cao là 81. Chiều cao 81 ha quý vị. Rồi quanh là 28. Rồi quanh 28. Xây dòng đế không? Xuống cũ có cũ không quý vị? Tay dáng nó hơi siêu ha quý vị. Tay cạnh đóng tương đối khá ha quý vị. Rồi giá luôn Nhẫn ơi. Rồi cây số 1 là giao lưu cô chú anh chị là 900k. Rồi mã số 1 900 ngàn hả quý vị, bao ship quý vị mọi miền tổ quốc ha. Trong quá trình quý vị xem có gì sơ sót cũng mong quý vị thông cảm bỏ qua ha quý vị. Rồi quý vị nào xem cảm thấy thích cây nào cứ alo trực tiếp cho Nhẫn ha quý vị. Rồi lại một cây không sai. Cây này ghi nhiều rồi. Rồi chiều cao là 34. Cây này ghi nhiều rồi. Rồi mã số 2. Mã số 2. Chiều cao 54. Rồi bạn thân anh. Chiều cao là 34 ở 31 à. Rồi 31. Rồi quanh 22. 22. Cây bonsai ha quý vị. Xây dòng đế anh. Đây đế ha quý vị, đế. Mấy cái chỗ đất xốp xốp này là không phải bị rã đâu nha cô chú anh chị mình, tại vì ổ mối nó bọng vậy nè. Ổ mối núm mối á. Quét bọng vậy nè quý vị. Đây đế bung đều ha quý vị. Đế nhỏ mà đế bỏ đều ha. Cây này về quý vị quýnh tam tài ha quý vị. Hay là chơi thiên địa nhân cũng được. Rồi giá luôn anh. Rồi cái số 2 là giá 500 ngàn. Rồi mã số 2 500 ha quý vị. Bao ship quý vị mọi miền tổ quốc ha. Rồi mã số 3. Cây dáng trực. Tay cầm nó hơi trống không quý vị. Thì tiền nào của nấy quý vị ơi. Chiều cao là 82. Giá bình dân cho quý vị nào mới tập chơi ghép ha. Bỏ mấy trăm ngàn mua về ghép. Rồi quanh 23 đi. Rồi quanh 24 tới 23 luôn ha quý vị. Rồi đây xem đế ha. Đây đế nó cũng bỏ đều ha quý vị. Nhỏ cây khá đế ha. Cái này tay cành nó hơi yếu ha quý vị. Rồi giá luôn Nhẫn ơi. Rồi cây số 3 có giá là 800 rồi. Rồi đổi phôi luôn anh. Cây số 4 luôn. Cây lồng lực. Chiều cao là 35 luôn. Rồi chiều cao 35. Quanh 22 luôn. Rồi quanh 22. Xây dòng đế anh. Đế này cũng tương đối không quý vị. Bonsai chỉ mấy trăm ngàn quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 4 này có giá là 400 ngàn luôn. Rồi 400 ngàn. Bao ship quý vị mọi miền tổ quốc ha. Giá bình dân quý vị. Giá này dành cho những anh em nào mới tập chơi ghép ha. Cây số 5. Cây số 5. Cũng là lùng lực luôn ha quý vị. Chiều cao là 34. Chiều cao 34. Quanh là 19 đi. Rồi 20 tính 19 đi ha quý vị. Nè, cái đây cũng là mối, ổ mối như nãy em nói đó. Đây nè, chứ không phải là rã nha quý vị. Chứ không phải bể bầu. Rồi giá luôn anh. Rồi, cây số 5 này có giá là 400k luôn. Rồi, cây số 6. Cây này nhỏ là tay cành nó đều quý vị. Nhỏ luôn có vỏ. Rồi cho chiều cao anh. Cây quá có duyên luôn đó, cô chú chị. Cây này đẹp quý vị. Chiều cao là 70
75. Rồi chiều cao 75. Quanh là 27. Rồi quanh 27, xây dòng đế anh. Đây đế bỏ điệu không quý vị. Đế đều, tay cành đều. Đầu voi đôi chuột luôn quý vị. Tay cành không quý vị. Cái này về ảnh mới về ảnh chưa kịp sạch rửa. Rồi giá luôn nhẫn ơi. Rồi cây số 6 là 1.600.000. Rồi cây số 7. Cây song thụ. Mẫu tử ha anh nhẫn. Không phải này mẫu tử này kêu bằng phu thê quý vị ơi. Mẫu tử là cây lớn cây nhỏ. Rồi chiều cao là 120. Rồi chiều cao 120. Tổng anh thân anh phù thê. Rồi 33 đi. Xây dòng đế anh. Đây đế nguyên cũ khối đặc dưới luôn ha quý vị. Cái này về quý vị chơi phù thê ha. Đây nó lên nó đây dính liền thịt ráo luôn. Nó kéo liền ha rồi phan anh nhận rồi. Đây ha quý vị lên thì có đặc chủ ra nhưng mà nó lên nó kéo liền ha quý vị. Đó nó sắn lại ha. Hai cái nó ôm nhau nó quấn lại không quý không không quý vị. Tay cành thì về quý vị ghép này để hoặc để tàng đi cũng được không quý vị. Rồi giá luôn anh nhận ơi. Rồi cây số 7 này có giá là 2.200.000. Rồi đổi phôi luôn anh. Số 8. Rồi, cây số 8. Chiều cao là 99. Chiều cao 99. Quanh là 28 chuẩn luôn. Rồi, quanh 28. Rồi giá luôn nhẫn ơi. Rồi cái số 8 này có giá là 800.000. Rồi mã số 8 85.000 ha quý vị. Có cây số 7 ngày nãy mình quên quay chi tiết đây do vận chuyển về nó bị tróc vỏ nhưng mà anh xử lý keo ha quý vị. Thì mình báo cho quý vị biết ha. Cây số 9. Xin giỏi bạn xích đẳng. Rồi một cây số 9. Cây số 9. Cây này tay cầm nó hơi trống không quý vị. Nhưng mà nhờ cái bồ đế. Chiều cao là 91. Chiều cao 91 quý vị. Rồi quanh là 33. Xây dòng đế không. Đây đế này nguyên khối đế đặc luôn ha quý vị. Bồ đế này nhờ cái bồ đế quý vị. Cây này về chơi bồ đế là đủ tiền rồi. Tay cầm thì đóng cho đó một nồi đó. Dáng hơi siêu nữa. Giá luôn nhẫn ơi. Rồi cái số 9 này cái giá là 1.900.000. Rồi mã số 9 1.900.000. Để mình phụ anh. Chiều cao là 56. Chiều cao 56. Quanh 27. Rồi quanh 27. Rồi xây dòng đế anh. Cây này nhỏ và đế cũng bể đế luôn ha quý vị. Đế cũng đặt ha. Đang xài. Rồi giá luôn nhẫn ơi. Rồi cây số 10 này có giá là xây dòng 1 triệu. Rồi 1 triệu ha quý vị. Mã số 10 1 triệu. Rồi bạn xếp tổng á. Mã số 11. Chiều cao là 80. Chiều cao 80. Quanh 22. Rồi quanh 22. Cây này cũng bị mối luôn ha quý vị. Để xuống cũ không quý vị.
tại cành thì nói chung cũng hơi trống không quý vị. Tiền nào của nấy quý vị, giá bình dân mà. Rồi giá luôn anh. Rồi cái số 11 này có giá là 650.000. Rồi mã số 11 650 không quý vị. Mã số 12. Cây dáng siêu. Dáng trực lắc ha quý vị. Lắc nhẹ ha. Chiều cao là 80. Chiều cao 80. Rồi hoành là 37, ý 31. 31 quý vị. Cây này đến nơm không quý vị. Nơm cắm xuống không ha. Xuống củ nở quý vị. Đây trên đây thì có số tại cành ha quý vị. Rồi giá luôn nhẫn ơi. Rồi cây số 12 có giá là 1.200.000 luôn. Rồi mã số 12 1.200.000. Mã số 13. Rồi chiều cao là 56. Chiều cao 56. Hoành 23 chữ. Rồi hoành 23. Đây đế cũng bỏ đều không quý vị. Cái này cũng đế nơm luôn. Khối đặc không quý vị. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cái số 13 này có giá là 700 ngàn. Rồi 700 ngàn không quý vị. Bao ship quý vị mọi miền Tổ quốc ha. Rồi không? Đây, mình hỗ trợ anh không quý vị. Trong quá trình mình không có quay nhiều khi thấy ảnh Đinh cũng nặng quá, mình hỗ trợ những cái bự anh. Chiều cao là 76 8. Rồi chiều cao 78 không quý vị. Hoành là 34. Rồi 34 không quý vị. Xe dòng đế không. Đây cái này nguyên khối đế luôn quý vị, nguyên bề đế luôn. Đế 24 giờ luôn. Đế lực không hao quý vị. Nguyên cũ. Đây, bắp tay luôn đây nguyên cục bú không quý vị. Xuống đây nở chân ha. Một thân một cốt này lùng lực bonsai quý vị, lùng lực ha. Tay cành này lực không quý vị. Tay cành lực bỏ đều hết luôn. Đây ha, tay cành ha quý vị. Rồi giá luôn nhẫn rồi. Cây số 14 này có giá là 3.300.000. 3.300.000 ha quý vị. Mã số 14. Quá. Quá nặng. Mã số 14 3.300.000. Cây này nhìn ở ngoài rất năng cây quý vị. Mã số 14 nó nhìn ở ngoài lực dữ lắm. Rồi mã số 15, cây mai tàn. Chiều cao là 121. Rồi chiều cao 1m21 ha quý vị. Hoành thân anh. Rồi 22. Rồi 22, tính 21 cũng được không quý vị. Đây ha quý vị, lá cây này ra tàn ha quý vị. Về quý vị để tàn đi anh chơi coi ha. Tàn tròn. Rồi giá luôn nhắn ơi. Rồi cây số 15 này có giá là 550.000. Rồi mã số 15 550 không quý vị. À, cho quý vị nhìn xem kỹ là cây số 14 ha. Để đế ha quý vị, nhìn ở ngoài cây rất là năng không quý vị. Cây ở ngoài nhìn lực lắm. Rồi mã số 16. Rồi, chiều cao là 76. Chiều cao 76 không quý vị. Mình 25. Rồi xe dòng đế không. Cây này cũng phu thê. Dáng phu thê hai cây quấn nhau luôn. Rồi giá lên nhẫn ơi. Rồi cái số 16 là 650k. Rồi mã số 16 650 không quý vị. Số 17.
Chiều cao là 86. Chiều cao 86. Quỳnh 25. Rồi, quỳnh 25. Nơm xuống không có gì. Rồi giá là mình nắng rồi. Cây số 17 thì có giá là 550.000. Rồi, đổi phôi luôn à. Nó hút cái giò. Số 18. Bonsai. Chiều cao là 47. Chiều cao 47. Hoành 20 đi. Rồi, hoành 20. Rồi giá lên nhẫn rồi. Rồi, cây số 14 này có cây số mã số 18. 18 này có giá là 450.000. Rồi mã số 18 450 không quên không quý vị. Rồi mã số 19. Chiều cao là 80. Rồi chiều cao 80. Quỳnh 24. Đây đế này cũng đế nơm không quý vị. Dáng siêu số tay cầm thì không quý vị, tay cầm cũng tương đối khá ha. Rồi giá lên nhẫn ơi. Rồi số 19 này có giá là 650.000. Rồi. Mã số 20. Dáng trực. Nó hơi lắc nhẹ không quý vị. Chiều cao 98. Chiều cao 98 quý vị. Bạn 25. 25. Rồi xây dòng đế không? Rồi giá luôn anh. Rồi cái số 20 này có giá là 700.000. Rồi mã số 20 700.000 không quý vị. Rồi mã số 21. Rồi, chiều cao là 113. Chiều cao 1m13 không quý vị. Quỳnh 21. Rồi quỳnh 21. Đây đế không quý vị. Đế cũng bỏ điều ha. Đây nó có không quý vị. Cây này thì một cốt nó thoát thân nó tầm 2 tấc lên đây, đây là ba thân nó dính quấn liền nhau không quý vị. Giống như thắt bính ha. Đây không quý vị, để mình quay. Đó. Đây ba thân quấn liền nhau, có chỗ nó kéo liền da luôn không quý vị. Hơi quái ha. Rồi giá luôn nhẫn rồi. Rồi cây số 21 này là cây cú liếp, giá là 650.000. Rồi. Mã số 21 là mã số cua liếp không quý vị, 650. Rồi trong quá trình này quý vị xem cảm thấy thích cây nào cứ alo trực tiếp cho nhắn ha. Mình cũng cảm ơn quý vị dành thời gian quý báu xem hết video clip không quý vị. Rồi cũng mong quý vị xem video clip ủng hộ cho anh nhắn ha quý vị. Xin cảm ơn.